làm em hết hồn à. Sao giờ này còn ngồi đó nữa? Đi, đi ra ngoài đình kìa. Trai gái làng mình tụ tập ngoài đình á, ca múa hát vui lắm. Đi, đi với chị. Thôi, em không đi đâu. À, chị biết rồi. Ngồi ở đây để hẹn hò với anh nào đúng không? Đâu có đâu. Vậy chứ đây làm gì? Tại vì hôm nay trăng tròn rất đẹp, cho nên em muốn ngắm trăng thôi. Chị thấy rằm nào trăng cũng đẹp mà, đâu có gì khác đâu. Từ thở nhỏ em đã thấy ánh trăng rất là đẹp, khác với lại mặt trời chói chang, thì ánh trăng lại tỏa ra ánh sáng rất là dịu dàng, thơ mộng. Ờ ha, đúng là nhìn ánh trăng hồi cái mình mát con mắt vậy đó. Không có giống như là nhìn mặt trời nó nóng con mắt quá. Với lại chị còn thấy nha. Chị thấy gì nữa? Nó bình thường cũng đâu có khác gì như mọi ngày đâu. Tại chị không nhìn thấy thôi. Chứ còn em, mỗi lần em nhìn thấy trăng tròn lên cao, em thấy trăng rất là cô đơn. Chắc là trăng cũng đang mong có người hiểu được nỗi cô đơn của mình. Cái gì vậy? Em nhìn trăng mà em tưởng tượng được vậy luôn á hả? Chị biết không, đã có lần em mơ thấy ánh trăng là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Em ước gì em có thể lấy được chàng, hiện thân của ánh trăng. Nàng hai ơi là nàng hai, em làm cái gì vậy? Trai tráng trong làng nè, biết bao nhiêu người để ý em, họ muốn cưới em làm vợ đó. Em nhìn vô mấy người đó mà em lựa một người đi. Em vừa xinh đẹp lại hiền nữa, mà sao tự nhiên kén chọn quá vậy? Lại còn mơ với ước nữa. Sao chị thấy diễn dông quá à? Em đâu có kén chọn gì đâu. Nhưng mà không hiểu sao em không có rung động trước chàng trai ở đây. Thôi thôi thôi, em chỉ rung động với ánh trăng thôi. Hả? À, thôi chị không nói chuyện với em đâu, nói hồi chị khùng luôn á. Rồi bây giờ đi vô đi, đi vô chuẩn bị, đi ra ngoài đình á, coi mọi người ca múa hát vui lắm. Đi, đi chị, đi. Thôi, chị đi trước đi, tí nữa em ra. Nhớ nha. Đi đi mà. Nhớ nghe. Sao không lo làm đi con, để rồi còn đi ngủ nữa. Nè, má thấy con lúc này đó nha, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như là người thất tình vậy đó. Dạ đâu có đâu má. Tại vì con thấy trăng hôm nay đẹp quá, cho nên con ngắm thôi mà. Con, mấy cái lụa đó của bà Phú đó, con dệt xong chưa? Dạ cũng gần xong rồi má. Tối nay con sẽ ráng dệt thêm chút nữa. Nhưng mà nếu như dệt chưa xong á thì cứ đi ngủ, rồi sáng mai làm tiếp nha con. Con biết rồi. Má đi ngủ đi. Ừ, má đi vô trước ạ. Ta chào nàng. Chàng, chàng là ai? Ta là Ánh Trăng đây mà. Ánh Trăng? Ta nhớ ra rồi, ta đã từng gặp chàng ở trong giấc mơ. Vẫn khuôn mặt này, vẫn tướng mạo này, tại sao lại có cuộc gặp gỡ kỳ lạ đến như vậy chứ? Tên của ta là Tạ Hôm. Ta là Ánh Trăng mát dịu, soi ánh sáng trang hòa cho tất cả nhân loại. Nhưng ta rất cô đơn lạnh lẽo, vì trên bầu trời kia chỉ có những chòm sao nhỏ làm bầu bạn. Và nàng, nàng giống như là tri kỷ của ta vậy.
nàng hiểu được lòng ta. Ta và nàng có chung một tâm trạng. Hôm nay vì không kìm được lòng mình, cho nên ta mới xuống đây gặp nàng. Nhưng mà ánh trăng có thể là người bằng xương bằng thịt thiệt hả? Được chứ. Nàng có chấp nhận làm bạn với ta được không? Được làm bạn với chàng, đó là điều mà em hằng mong ước á. Chàng ngồi xuống đi. Ta rất là vui khi được làm bạn với nàng. Chết rồi. Trời sáng rồi, làm sao ta có thể quay về được đây? Em đã hại chàng rồi. Không sao, nàng đừng quá lo lắng. Mỗi tháng vào những đêm trăng tròn, ta sẽ có mặt ở trên trời để soi sáng cho nhân gian. Những ngày còn lại, ta có thể đi mây về gió, ngao du sơn thủy. Nhưng bây giờ ta đã có nàng rồi, ta sẽ không lang thang mây gió nữa. Mà ta... Má ơi, con đi giao giải, sẵn cái chợ mua đồ ăn luôn. Má ăn gì con mua? Thôi, con ăn gì thì con cứ mua. Còn má hôm qua còn cái nồi cá kho kìa, má ra má bứt mớ rau, cái má vô má luộc ha, cái má chấm cái cá kho là xong bữa. Dạ. Má ơi, má nhớ đừng có ngắt cây rau dền ở phía trước sân nha. Biết rồi, cứ nói hoài à, ngày nào cũng nhắc hết. Con sợ má quên. Thôi con đi nha. Hồi nãy con gái mình á, nó dặn mình đừng có hái cây rau dền. Mà cây rau dền nó nằm đâu mà sao mình không thấy? Đấy nè. Ủa, mà sao kỳ vậy ta? Nó nằm ngay cái con đường đi ra đi vô mà sao mình không thấy? À, nó thấy cái cây này xanh tươi quá, rồi nó định nó để làm giống chứ gì. Mà làm giống gì cây này? Nó dễ sống thấy mồ luôn à. Rồi nhổ nguyên cây luôn ha, rồi tôi đem cho tôi lặt hết lá đi, lấy cái rễ ra cắm lại là nó sống thôi à. Ây da, trời ơi, công nhận mớ rau này nó xanh tươi ngon ghê vậy đó. Người của ta. Con về rồi hả? Thì dạ. Má nấu canh rau dền. Má hái rau dền ở đâu? Má nhổ trước sân nhà mình chứ ở đâu? Cái rau dền của con. Cái rau dền của tôi. Má.
là đâu có sao đâu con. Thì má thấy nó non, nó ngon quá nên má nhổ. Không mấy thì má trồng lại, không có sao đâu. Chết rồi. Chàng ở đâu đây? Con nói cái gì vậy? Con nói gì má không hiểu gì hết trơn vậy? Má hỏi nhà con nhà nha. Con phải đi tìm chàng. Con phải đi tìm chàng. Hai Tảo Hôm ơi, chàng đang ở đâu? Tảo Hôm ơi, chàng ở đâu rồi Tảo Hôm? Đã có con rồi. Tạo Hôm ơi, mẹ ta đã bỏ chàng vào nồi nước sôi, không biết chàng có bị nặng không nữa. Tạo Hôm ơi, chàng có biết là ta lo cho chàng lắm không? Ta không thể về nhà được. Nếu mà bây giờ ta về nhà, mẹ ta biết ta có con mà không chồng, mẹ ta sẽ chết mất. Ta phải đi tìm Tảo Hôm. Nếu như mà tìm được Tảo Hôm rồi, chắc chắn là về mẹ sẽ tha thứ cho ta. Tảo Hôm đã từng nói với ta, ở hướng Nam có một dòng suối thần kỳ. Dòng suối đó có thể chữa được bách bệnh. Chắc là Tào Hôm sẽ tới đó. Tào Hôm, chàng hãy chờ ta. Tại vì con đói quá cho nên là con mới đào khoai, nhưng mà con chưa có kịp ăn, con trả lại cho ba nữa. Ăn đi, muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn đi. Dạ vậy con cảm ơn ba. Thịt nó thơm quá nhưng mà hơi gầy. Để ta về đi vỗ béo mày xong rồi tao ăn trời nó đã biết bao nhiêu. Bà, con chưa có ăn, con trả lại cho bà. Ăn đi, muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn đi, xong rồi về nhà làm người hầu cho ta. Em ra sao? Trời đất ơi, thiệt là tôi khổ chứ. Bà ơi, không có được đâu, con còn phải đi tìm chồng của con nữa. Với lại con đang mang thai, con phải đi tìm chồng của con. Chồng của con đang gặp nạn, đang cần con tới giúp lắm mà. Mày đang mang thai phải không? Được rồi, mày về nhà mày làm người hầu cho tao đi. Rồi mày sanh đứa nhỏ ra, mày giao nó lại cho tao, tao sẽ cho mày đi tìm chồng mày. Mình thân cô thế cô, khó lòng mà thoát khỏi tay mụ. Chi bằng cứ đồng ý theo mụ rồi tùy cơ ứng biến. Sao? Được không? Dạ được, dạ được. Theo tao. Tránh ra. Nè, người ở nhà lo quét dọn nhà cửa, xay lúa, giã gạo, rồi gánh cho đầy cái lu nước cho ta, có biết chưa?
Dạ tôi biết rồi. Ta dặn nè, nếu mà ta có đi á, người ở nhà nấu một nồi cháo cho thiệt là ngon, để cho con heo cưng của ta nó ăn biết chưa. Tại vì hắn nó ăn no đó thì nó mới chịu nghe lời ta, còn nó không no là nó không có chịu nghe lời ta. Heo cưng nè, để nấu cháo ngon cho heo cưng ăn nha, heo cưng. Nhắc tới cái con gà này đó hả, ta tức giận biết là bao nhiêu. Nó luôn làm sai ý của ta à. Mỗi sáng á, nó phải gái cho thiệt là to, để nó đánh thức ta dậy ta đi săn. Nó không chịu gái, nó để cho ta ngủ quên luôn. Rồi bây giờ á hả, không ai cần, gái cho thiệt là to. Bởi vậy ta phải trừng phạt nhà người. Nhớ, ở nhà không có cho nó ăn uống gì hết trơn biết chưa. Dạ. Người ăn tiếp đi. Nhà nó trống, nhà ngươi ăn lẹ đi. Để bà ấy mà dậy thấy ta cho ngươi ăn thì cả ta và ngươi được chết đó. Con cũng đã quét xong rồi, nước con cũng đã đổ đầy vô lu, gạo con cũng đã xay xong rồi. Giỏi, giỏi. Nhưng mà còn ngươi đó, tại sao không chịu sanh cho thiệt là lẹ cho ta đi? Dạ, cũng sắp sanh rồi ạ. Ừ, sanh cho lẹ, cho ta có đứa bé tạm bồng chơi. Heo con, đi, mau. Heo con, đi. Cảm ơn nàng hai nha. Nếu không có nàng á thì ta đã bị bà phù thủy bỏ đói mấy bữa nay rồi. Nhà ngươi, nhà ngươi cũng biết nói tiếng người hả? Biết chứ. Bà ta là một phù thủy sao? Đúng rồi, bà ta là một phù thủy rất là độc ác. Nếu ở đây sống mà không vừa lòng bà ấy á, thì bà ấy sẽ bỏ đói cho tới chết. Ta muốn bỏ trốn mấy lần nhưng mà đều bị bà ấy bắt lại. Gà trống ơi, gà trống. Có chuyện gì vậy? Ngươi hãy giúp ta với. Giúp chuyện gì? Bây giờ ta sinh xong rồi, mụ phù thủy sắp về, ta phải làm sao đây? Chết chết chết, mụ quấy mà về thì mụ quấy sẽ ăn thịt đứa bé của nàng đó. Nàng mau trốn đi. Trốn hả? Đúng rồi, ta trốn. Khoan 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 đã, ta sẽ đưa cho nàng vật này. Nàng hãy cầm lấy vật này đi. Đây là cây gậy sinh tử, là vật phòng thân của bả. Nàng hãy cầm lấy mà phòng thân. Nếu mà có gặp nguy hiểm á thì hãy chỉ cái đầu đỏ này vào kẻ đối diện thì người đó sẽ chết ngay tức khắc. Nàng mau đi đi, để ta ở lại đây để cản chân bà ấy. Mau đi nàng. Cảm ơn đã trông tốt bụng, không biết bao giờ ta mới trả được ơn cho ngươi nữa. Nàng đi đi, không còn thời gian nữa đâu, bà ấy sắp về rồi. Thank you.
Hai à, Hai, Hai đâu rồi? Ơi, mệt quá. Hai à, Hai. Ủa, sao nhà cửa vắng hoe vậy nè? Không lẽ là nó bỏ trốn? Nãy giờ kêu không có, như vậy là nó bỏ trốn rồi. Trời ơi, tức quá đi. Mày ngon lắm ha, mày trốn đi. Mày trốn cho khỏi tay tao nha. Tao bắt được kỳ này ha là mày sẽ chết với tao. Theo con, theo con. Đi theo tao bắt con Hai về. Theo con. Ba lên. Mau ha. Trời ơi, ăn cho nhiều mà chạy chậm quá. Tiên tao cho lẹ lên. Dừng lại, dừng lại. Đứng đó cho tao. Mày sanh con rồi hả? Giao nó lại cho ta. Không, tôi xin bà. Xin bà hãy tha cho mẹ con tôi. Tao tha cho mày thì cũng được, nhưng mà mày phải giao đứa bé lại cho tao. Nếu không hả, thì tao sẽ giết mày rồi tao bắt đứa bé. Có chết tôi không giao con lại cho bà đâu. Xử nó cho tao. Sao? Trời ơi, đòi ăn hả? Ở đây tao làm chặt có cháo cho mày ăn. Cái sao? Trời quý hả? Mày chạy hả? Bữa nay chạy không khỏi ta đâu. Cái con khốn kìa, mày giao không? Mày không giao hả? Tao giết mày. Tao sẽ cho mày chết. Mẹ con á tai qua nạn khỏi rồi, và muốn hai mẹ con ở đây vài ngày để cho lợi sức rồi hắn đi. Như vậy có làm phiền gia không? Không còn sao đâu con. Dạ ở đây một mình với lại một đứa con nuôi mà nó lại bị phỏng nặng lắm. Cứ ngày thì nó ra nó tầm bình dưới nước á, tới chiều tắt nắng rồi nó mới về nhà. Bị phỏng? Dạ có biết tại sao con nuôi của già bị phỏng không? Dạ hỏi mà nó không có nói. Kìa, mới nhắc nó về tới rồi kìa. Đó. Nàng Hai. Tao. Nàng biết không, ta bị phỏng nặng, hao tổn nguyên khí, cho nên ta mất hết khả năng phép thuật. Vì vậy mà ta không quay về mặt trăng được nữa. Ta phải đi tìm dòng nước ở phía nam để dưỡng thương lại. Cũng may là gặp già đây, cho ta cái ăn nơi ở. Nàng biết không, trong thời gian qua ta rất đau đớn về thể xác và đau buồn vì tưởng chừng không còn gặp lại mẹ con nàng.
Con mang ơn già đã cưu mang chồng con, bây giờ lại là ân nhân cứu mạng con nữa. Hình như là già có duyên với hai vợ chồng con, cho nên khiến cho gặp cả được hai người. Nàng hai, gặp lại mẹ con nàng, ta vui lắm. Như vậy là chúng ta đã được đoàn tụ. Vợ con á, nó đã không quản ngại gian khổ nó đi tìm gặp con. Hôm nay hai đứa trùng phùng rồi. Để già này đi làm mâm cơm để ăn mừng ha. Nàng đã vì ta mà chịu nhiều vất vả. Nàng hãy chờ ta thêm một thời gian nữa. Khi mà vết thương ta lành hẳn, ta sẽ cầu xin Ngọc Hoàng cho ta được làm người trần, để được ở bên cạnh nàng mãi mãi. Sau đó ta sẽ đưa nàng về gặp mẹ nàng, để cầu xin hỏi cưới nàng. Tình cảm chung thủy của nàng hai và lời cầu khấn của Tạo Hôn đã khiến Ngọc Đế động lòng, nên đã sai Thái Thượng Lão Quân xuống trần tác hợp cho mối nhân duyên của hai người. Từ đó Tạo Hôn và nàng hai sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau.